keep talking sweet, keep sugar on, baby. Got you on hold, my baby knows. Nhưng mà em hay uống rượu hay uống bia? Thật ra em cũng không ít khi lắm, tùy dịp thôi. Mà bia thì em không uống nhiều lắm, tại vì bụng bự lắm. À, uống bia tươi cho nó đỡ. Bia tươi đỡ anh? Bia tươi đỡ hơn, nó sẽ không dùng đá. À. Đá là làm hư cái cổ họng của mình. À. Bia tươi somehow nó tốt cho sức khỏe không? À. Tại nó không có nhiều những cái chất bảo quản như là bia chai kiểu vậy. Bận mập thôi, bận bụng bự thôi, bận bụng bia thôi. Mập thôi, chịu thôi. Đó, em thì em sợ kiểu bụng bự. Đó. À. À, hello anh. Hello anh. Chào anh. Trời ơi. Hai bình luôn. Chào anh ơi. Bây giờ tụi em ngồi cũng 88 thôi, ngồi vợ anh tới thôi. Chưa gì hết, chưa gặp gì hết. Bây giờ kêu đi, nó bụng quá. À, kêu thôi. Đổi gần chết. Em. Hôm nay anh sướng ha, được nhậu với hai bình luôn. Mà bình nào cũng đẹp trai hết. À. Em xin phép gửi menu ạ. À? Menu món và menu nước ạ. À? Anh Thịnh. À. Thích món nào anh? Giờ ở đây có cái món nào mà xịn nhất, mắc nhất không? Giới thiệu danh để em cho gọi danh của anh ăn. Nếu mà mình muốn dùng những cái loại thịt đó thì bên em sẽ có bò húc Kobe. Cái này là signature bên em, mình có thể được hưởng một phần. Thôi signature là một phần rồi đó. Rồi, còn cái còn gì nữa? Nếu mà mình yêu thích sashimi thì bên em sẽ có cái loại sashimi xếp đặc biệt. Đúng rồi, signature luôn. Đúng rồi. Rồi, vậy anh lấy cái đó nhưng mà anh muốn kêu cá hồi thêm. Dạ được. Rồi, không biết là mình đã dùng thử còi xà điệp chưa ạ? Còi xà điệp bên em á thì có thể ăn sashimi. Tuy nhiên là mình có thể dùng thử cái loại áp chảo. Áp chảo dạ. Ok, lấy. Cho anh thêm một cái rau. Là phải ăn rau. Ở phía sau này em sẽ có những cái loại rau như măng tây, xào tỏi, cà tím sốt rượu vang, hoặc rau tập tàng, kho quẹt, đậu bắp nướng chao. Ờ, cho anh đậu bắp nướng chao với măng tây xào. Dạ. Yeah. Rồi mình uống bia gì ta? Uống bia thủ công không? Mình uống công đi anh. Dạ. Bên em á thì có một dòng bia đặc biệt của quán tự ủ là bia Đờ Găng. Bia này thì được ủ lên men bằng một loại men thơm. Trong quá trình ủ thì em có bỏ thêm một ít vỏ cam và hạt ngò. Nó sẽ thơm mùi cam nè, quýt, hạt ngò, đẩy lên cái mùi hương vị của men thơm. Ừ, ok. Được á. Vậy mình kêu ba ly này trước nha. Ba ly. Dạ rồi. Ủa rồi hôm nay mình ăn gì, vụ gì đây? Thì lý do buổi nhậu hôm nay. Hôm nay là coi như là em gặp gỡ các tiền bối, ăn uống rồi tâm sự. Chủ yếu là gặp được mấy anh, học hỏi được gì học hỏi chứ giờ sao giờ kiểu đâu có nhiều dịp được gặp được mấy anh đâu. Đó, đúng không? Toàn mấy anh lớn. Đó. Khéo gì là... Có hiểu không anh? Khéo khéo ăn, khéo nói vậy. Nên là bây giờ là hôm nay anh truyền nghề được nhiêu là em học nhiêu rồi, anh muốn ăn gì là em mời hết. Thì mới anh Thịnh casting chưa? Nói chứ anh Thịnh thấy không gian đây sao? Ổn không anh? Anh thật anh thích mấy cái quán ngoài trời. Thích quán ngoài trời này nè. Từ dưới đây mấy cái món ăn ở đây đó, kiểu Tây Tây á, hợp với anh đó. Hợp với anh luôn. Chứ anh không thích ăn đồ kiểu châu Á mà. Lúc lên thì mình ngày nào cũng ăn ngủ cho kiểu Việt Nam châu Á rồi. Đi nhậu thì em thích ăn đồ Tây. Nhậu ăn đồ Tây kiểu lai rai kiểu. Đúng. Anh thì thích mấy cái quán, thật ra anh thích những cái quán ở trong nhà hơn. Nói chuyện mình đỡ phải nói to hơn, nó thân mật hơn. Nhưng mà trong nhà thì hút thuốc nó ngại, mà mình thì bị nghiện thuốc. Có tật xấu chưa bỏ được. Đợt vừa rồi thì dịch giả thì em học hỏi được nhiều thứ ở nhà. Trong đó có cái chuyện là hả biết coi đá banh nhiều không? Ồ, giờ coi đá banh hả? Đúng. Hồi xưa thật ra em cũng coi. Nhưng mà em coi theo cái dạng là mình thích cầu thủ, mình coi cầu thủ thôi. Nhưng mà gần đây á là em coi á là em coi chiến thuật. Giờ coi coi thằng này câu lạc bộ này mua nào nữa đúng không? Hồi xưa là em thích Ronaldo, mấy trận mà Ronaldo đá hồi xưa kiểu mà Italia 2-3 giờ, 1-2 giờ em không có coi. Thì em chỉ kỹ coi kiểu mà review này nọ lại thôi, thì mình chỉ biết đá nay thắng mấy số cho tỷ số thôi. Còn bây giờ em coi là thấy là huấn viên nha sắp xếp đàng hoàng. Kiểu mà trận này thì sắp người này đá vậy rồi đổi đội hình đằng sau thì mình thấy là nó cũng phức tạp hết á. Em coi đá banh mình. Đó, trời ơi, làm bóng viên thể thao 10 năm. Đó. Vậy cũng đáng trả lời. Ronaldo hay ghê. Ronaldo đi khỏi Juve là Juve như cái mền. Qua MU, cái MU cũng như cái mền luôn. Đội bóng cũ, đội bóng mới đều như cái mền hết. Đúng kỳ ha. Nhưng mà vấn đề anh, không trách Ronaldo được. Tại vì rõ ràng là Ronaldo mới một tiền đạo mà vẫn ghi bàn đều vậy thì mình không trách được. Thật ra vấn đề cũng một phần ở Ronaldo. Ronaldo thật ra là một cầu thủ rất là khó xài. Rất là khó xài.
Tại vì năng lượng của Ronaldo đâu có dùng để pressing nữa. Ông phải để dành cái năng lượng đó để ông ghi bàn, để ông tăng tốc, để ông nhảy lên, ông tranh chấp. Nên là nếu mà có Ronaldo lại phải hy sinh một cầu thủ trong đội hình. Là coi như không chạy về hỗ trợ được. Đúng rồi. Thật ra Ronaldo rời Juve là bởi vì ông huấn luyện viên mới á, ông cảm thấy Ronaldo không còn phù hợp nữa. Nên là dù Ronaldo không muốn về MU, ông cũng sẽ tìm cách đẩy Ronaldo đi. Hoặc Ronaldo ở lại cũng phải dự bị luôn. Đúng Messi, là nó cũng khó nói. Messi cũng vậy luôn. Cái Ronaldo Messi là hai cầu thủ hay nhất thế giới đúng không? Nhưng mà anh phải xây cái đội bóng chung quanh hai con người đó. Còn nếu như mà anh coi hai con người đó chỉ là một thành viên trong đội bóng thì sẽ rất khó xài. Vậy theo mình là cái như MU đang gặp khó bởi Ronaldo. Đúng. Và Paris Saint-Germain đang gặp khó bởi Messi. Đúng. Mà hai người đó đó sở dĩ họ lên được cái trình độ như vậy là tại có cái người kia. Đó. Có đối thủ. Đó là thiên thời địa lợi rồi, nó phải có xuất hiện. Ronaldo 85. Messi 87. Đó mà bây giờ vẫn đang đỉnh cao, anh vẫn đang cùng AC và vươn lên. Cùng cái chào có ai thế hai người đó ra ba chữ. Chúng hay nó lại hội tụ nhiều yếu tố. Dạ. Mà một trong những yếu tố quan trọng nhất là không uống bia nè. Anh em mình không làm ra ra được đâu. Nói gì quay lại thì đến đội tuyển Việt Nam mình. Tính ra là Việt Nam mình đang trong chặng đường vàng son này. Từ bao nhiêu năm nay em thấy là không, anh thấy nó hết vàng son. Hết vàng son rồi. Mà tính đâu anh, nào giờ là chưa bao giờ được đá vòng loại 3 World Cup mà giờ mình được đá coi như mình cũng là nếu tính rồi. Về cái giải AFF Cup á, anh cảm giác như là mình xài cái bộ đó đó. Xài quá tải á, mình xài nhiều quá đó. Dạ, em gửi đọc bắt luôn cho. Mình cứ quan trọng quá cái thành tích của AFF Cup. Đúng ra theo anh cái giải AFF Cup á nên giữ lại khoảng vài em và đẩy vào năm 3 cho chơi. Chứ mà mấy bạn nó đá vừa mới đá vòng loại xong giờ đá cái này nữa, đá cũng đâu có nổi nữa đâu. Đúng. Là tại vì khi mà cái thế hệ vàng của mình lên á, mình bắt đầu gọi là bào. Cái giải nào mình cũng muốn SEA Games, mình cũng muốn ăn AFF, mình cũng muốn ăn ASEAN Cup, mình cũng muốn thành tích cao. Rồi ASEAN mình cũng muốn thành tích cao. Thế là nguyên một cái đội hình rất là đẹp. Nhưng mà bào hồi nó rớt dần. Mình thấy không? Đình trọng là bây giờ là theo như là các những nhà chuyên môn nói là Đình Trọng gần như là không bao giờ có thể trở lại được cái vị trí đỉnh cao, bởi vì mổ quá nhiều. Mổ rất là khó. Hồi xưa là lâu mấy tháng trời mới đá một trận. Bây giờ quay qua ủa đá nữa hả Việt Nam đó nữa, giải quá nhiều giải đi. Ví dụ như mình giữ lại khoảng 5 bàn thôi. Em xin phép được chở bò. Mình thấy rất là rõ nè, những cái cầu thủ hàng đầu của mình sau khi mà chấn thương á thì mình mới thấy là cái khoảng cách của cái thế hệ rất là lớn. Bởi vì ngoài anh Hoàng Đức đúng không, ngoài Hoàng Đức là mình không thấy cái cầu thủ nào ở cái thế hệ sau mà có thể vươn lên mà gọi là tiệm cận mấy cầu thủ trong đội hình hiện tại. Có mỗi Hoàng Đức thôi. Cái thế hệ gọi là kế cận mình gần như là không có. Đúng rồi, nguyên bộ sậu từ U23 đợt đó đến giờ là xài đến giờ luôn. Đúng rồi, cũng lo lắng nha. Họ đã chiến đấu chinh chiến biết bao nhiêu mặt trận luôn. Mà mình rất là hên là bị Quang Hải. Mày mấy anh. Quang Hải là một người gọi là rất là giỏi, rất là khôn ngoan trong việc là né đòn á. Chứ mà kiểu mà Quang Hải mà thử chấn thương coi. Rồi mình còn mời cái nào nữa. Thôi mời mọi người nghe. Thôi mời mấy anh. Thử đi anh. Anh Thịnh gấp trước đi cho tụi em Thịnh trước đi. Rồi. Thoải mái tự nhiên đi hết sao thì. Em nghĩ anh một phần á cũng tội anh. Nếu mấy đứa hồi xưa đá nó chỉ biết đá banh thôi, nhưng bây giờ tụi nó đang đá với cái nhìn anh bây giờ đá mà dở là ngày mai sẽ bị chửi thế nào, rồi ngày hôm nay lỡ mình đá mà mình có lỗi gì đó ngày mai sẽ bị kiểu mà cộng đồng chỉ trích làm sao. Em nghĩ là một phần là cũng bị những cái áp lực dư luận, rồi cái áp lực mà mọi người đặt niềm tin quá nhiều, xong rồi lỡ mà sai phạm gì đó là bị chửi. Em nói thiệt, em lỡ em... nào đi nữa cầu thủ quốc tế đôi khi người ta cũng có những cái sai lầm đó. Anh cũng đi chơi đá banh ấy, cái chuyện nó rất bình thường trong bóng đá luôn. Thủ môn luôn, trọng tài quốc tế FIFA thì cũng sai. Nó có những cái sai những lúc mà rất là kỳ cục, đúng, rất là cơ bản. Mà cái va, em không hiểu va kiểu gì. Anh nói em nè, va nó không phải là cái máy. Va là con người. Ở trên phòng va là có mấy ông ngồi, chỉ ngồi coi TV thôi. TV thôi. Thì cho nên cảm tính của mấy ông đó cũng quan trọng nữa. Không, cảm tính của ông trọng tài. Ông trọng tài chính trên sân. Bây giờ từ lúc va vô á, mình thấy hai người trọng tài biên á là gần như vô dụng. Đúng. Thấy hai người đó rất là tội luôn. Đúng rồi. Mà kiểu như không có dám gọi là đưa ra quyết định gì hết thì sợ mình sai. Đúng, tại có va đó. Em muốn xem va hay không á là trọng tài muốn hay không. Có nghĩa là ổng đeo headset, ổng đeo tai nghe đúng không? Thì ở trên phòng va nói con tình huống này có khả năng là sai nè.
thì chính ổng là người quyết định là có xem vai hay không. Nếu ổng không tự tin ổng không phải coi lại. Đúng. Ổng tự tin ổng không coi. Đúng, ổng mà đã tự tin rồi em kéo nguyên đội tới em gây áp lực, ổng nói không là không. Đúng rồi. Rồi đến khi ổng đi vô ổng coi cái màn hình và là ổng là chỉ có một mình ổng với cái màn hình đó, và chỉ có cảm xúc của ổng mới quyết định cái chuyện đó thôi. Mình vòng vọt với lại mình có nhận thấy rằng cái nghề bóng đá và nghệ sĩ nó hơi giống nhau của công chúng anh. Yeah. Đúng không? Lúc mà yêu thì mọi thứ nó ok, lúc ghét cái là trời ơi đủ thứ chuyện, thậm chí bóng đá còn hơn nữa. Mình nhìn thủ môn là mình biết thủ môn, môn là khổ nhất. Thủ môn là khổ nhất, là cái ranh giới zero với hero là nó cách nhau chút xíu à. Thiệt luôn anh, thiệt, công nhận cũng tội nhờ, em thấy thiệt, nhưng mà áp lực quá anh, quá áp lực. Tại vì ông thầy bác ông nói một câu rất là cốt lõi: người Việt Nam không có mê đá banh, người Việt Nam mê đá banh mà thắng thôi. Trời ơi, mày chiến thắng, mày chiến thắng. Đúng, có nghĩa là cái từ cổ động viên nó có nghĩa gì? Cái chữ cổ động viên, supporter, đúng không? Anh phải cổ động khi người ta đang thua chứ. Người ta đang bị dẫn trước, thấy khó, thấy khó. À, người ta đang rơi vô thấy khó thì mới cần anh cổ động. Ở đây không, thắng là vui, thua chửi. Đó là đúng. Mình thật sự không yêu bóng đá lắm đâu. Rồi lúc anh đọc thấy mấy cái comment mà chửi cầu thủ thậm tệ, không thấy đau khổ ghê á. Họ cũng làm một cái công việc, và công việc họ rất là lương thiện. Và họ cũng là con người, họ cũng mắc lỗi như những người đang chửi mà cũng mắc lỗi. Thậm chí mắc lỗi có thể nhiều hơn. Không hiểu tại sao lại chửi như vậy. Thì cái việc mà anh là người của công chúng á là anh phải chấp nhận bị chửi. Đúng không? Chấp nhận nha. Ví dụ em làm biên kịch đi, em chỉ làm cái công việc của em thôi. Người ta đâu biết em là ai. Ok, ra kịch bản ok. Nhưng mà bây giờ em cũng bài đặt rồi, phải trèo lên mấy cái show, đúng không? Cũng đi show này, show kia, rồi cũng viết tút quảng cáo trên Facebook, có rating rồi đó. Thì người ta chửi mình thì mình chịu thôi. Bây giờ mình không thể lên đài mình nói một câu mà giống như đợt vừa rồi em bị fan mụ dọa giết, anh biết không vậy? Biết, biết. Anh bị sao? Anh bị fan mụ dọa giết. Ủa vậy hả? Tại sao? Nhóm rất là đông, kiểu như có một cái người nào đó họ ghét anh á. Họ cắt một cái câu bình luận của anh ở trên chương trình Đội Tuyển Tôi Yêu á. Họ up lên cái cộng đồng á, thì mọi người tưởng đó là anh xúc phạm luôn. Đi vô nhà spam khủng khiếp, hàng ngàn những cái inbox nói những từ rất là khó nghe, rất là thô tục và rất là đe dọa. Nó mà ban đầu anh cũng sốc, anh nói trời, tôi đó nói như anh tỉnh á, tôi cũng làm người lương thiện mà, cũng đi làm công việc của tôi mà, đó, tại sao lại vậy mà. Đâu họ nhận ra, mình phải chấp nhận. Có lần em bị World Cup đợt năm 2018, cái anh Chaham cầu thủ của Đan Mạch á, là ông đã hậu vệ mà ông già chát mà ông kiểu đó, thấy chả ông nổi luôn rồi đó, mà đá cho banh bên team vậy mà còn đá vô, mà Messi sau đang đỉnh cao mà đá ông vô tức. Bị chửi đúng em. Mà anh hiểu không, không có nghĩa là mình đang tức về Messi á, kiểu mình bực mình á, trời sao ông này đá vậy còn vô, sao Messi vẫn nói đá không vô ta, tức ghê. Thương mình... Messi nhưng mà nói cái giọng rất là dễ làm cho người ta có cảm giác là đang cà khịa á đó. Xong rồi đó cái fan của Messi chạy vô chửi quá trời, mà đến nỗi mà anh tin là em vô kiểu mà top trending Google search luôn. Em mới nói trời ơi. Lúc sao mà anh qua trang của anh Bình đọc quá, anh mới nói, ủa fan bóng đá dữ gì hết ta. Thì sau này anh viết một cái status của bóng đá rồi cũng bị vô, cũng bị nói này nó kia. Ồ, cũng đâu có thua gì fan kia đó. Gọi là fan cuồng á. Cuồng á. Nhưng mà mấy anh có để ý nha, đá banh Việt Nam ủng hộ rất nhiều đúng không? Mà phim Việt Nam không ủng hộ nhiều bằng đá banh không? Không, không, anh không đồng ý. Phim Việt Nam, khán giả Việt Nam rất dễ thương, anh nói thiệt. Cái này anh phải nói thiệt. Ví dụ như nói đây, mùa dịch, trong 2 năm qua mình có Lật Mặt kiếm được 150 mấy tỷ, mình có Bố Già kiếm được tới 400 tỷ, rồi ngay cái chân đợt dịch đầu tiên mình có Tiền Căng Máu cũng 100 mấy chục tỷ. Thì mình không thể nói là khán giả không yêu phim Việt Nam, không ủng hộ phim Việt Nam. Nhưng mà có nghĩa, tại vì có thể là do cái tư duy làm phim của mấy anh á, mấy anh sẽ nhìn vô cái điểm tích cực. Ví dụ như mấy tư duy khán giả như em đi. Rất nhiều người bảo em là, ê, mày coi phim không? Có phim Việt Nam hay? Nói không, tao coi phim quốc tế, tao không coi phim Việt Nam. Hiểu. Anh hiểu cái đó không? Ở một khía cạnh sản xuất, cái anh á, thì các anh sẽ nhìn vô những cái thành tựu. Thì mình cũng nói là rất là nhiều người ủng hộ mình. Nhưng nó không phải là 100%, nó phải tuyệt đối. Nhưng mà khác á, giống ví dụ ở nước ngoài, ví dụ như em nói đơn giản đi, ở có một số những nước có văn hóa của họ đó, là họ luôn luôn mang cái tâm lý là họ sẽ support cái phim của nước họ đầu tiên. Xong rồi á, họ rảnh họ mới coi phim nước ngoài. Người nước ta tổng hộ trước. Nhưng mà Việt Nam mình rõ ràng vẫn có cái tư duy là không, phim Việt Nam có gì hay đâu, phải coi phim Hollywood, phải coi phim Hàn Quốc, phải coi phim này nọ. Có chứ anh. Thì cái đó là tại tụi anh.
đó đó. Thật ra không biết anh Thịnh có chia sẻ cái ý kiến này với em không, tại vì anh mới làm phim được có vài năm thôi, trước đó anh cũng khán giả như em thôi. Dạ. Và anh cũng luôn ủng hộ phim Việt Nam. Dạ. Nhưng mà có những bộ phim Việt Nam thật sự là mình không ủng hộ nổi, nó quá ghê. Mà nếu như mà mình kêu khán giả ủng hộ những bộ phim như vậy thì mình không chấp nhận được, vì nó sẽ không giúp phát triển một nền điện ảnh. Ừ. Nó có một câu rất là buồn hiểu nhỉ, về nhà bạch cúc xem chim còn hơn vào rạp xem phim nước mình. Nó có cái câu cực kỳ nổi tiếng luôn, khinh đến mức độ đó luôn á. Nhưng mà theo thời gian á, mình thấy là mọi việc nó càng ngày càng tốt lên, các đạo diễn ngày càng giỏi hơn, các DOP quay ngày càng đẹp hơn, kịch bản ngày càng chỉnh chu hơn, thì mình thấy là dạo gần đây điện ảnh Việt Nam nó đã có những bước tiến rõ rệt mà mình không thể phớt lờ được. Rõ ràng ở thị trường Việt Nam mình rất là nhỏ, hầu như là chủ yếu là ở thành phố Hồ Chí Minh là về doanh thu thị trường, nhưng mà cũng có những bộ phim thắng đạt được cái mốc như vậy á, có nghĩa là được ủng hộ, được ủng hộ rất nhiều mới đạt được cái số. Đúng. Chứ nếu mà không có một cái tình cảm ủng hộ á, anh nghĩ chắc bằng 1/3 số đó cũng là hay lắm. Có phát triển rồi. Có nghĩa là cũng giống như bóng đá bây giờ, được mọi người bắt đầu nhìn nhận nhiều hơn. Nhưng là khi người ta ủng hộ càng nhiều, cái sự kỳ vọng của người ta luôn luôn có. Bóng đá bây giờ là cái sự kỳ vọng lớn hơn. Đúng. Và phim ảnh cũng kỳ vọng lớn hơn. Đúng. Nó là công bằng. Do đó để mà một bộ phim bây giờ để được khán giả khen hay và ủng hộ như hồi xưa khó hơn. Ngày xưa anh Thịnh nhớ có giai đoạn á, là có giai đoạn mình làm phim á, mình suy nghĩ là ok mình sẽ kiếm lời chút để mình quề cái vốn đó thôi. Đúng rồi. Em hiểu không? Thí dụ anh nói em kiếm em làm phim 30 tỷ, em lời 1-2 tỷ tôi cũng vui rồi. Bây giờ không có phim lợi ích em. Không có phim lợi ích, chỉ có phim chất ngắt. Chỉ có phim gọi là lên đỉnh cao, còn ai là chết luôn, mất tích luôn. Và coi như là một. Em biết vì sao không? Tại không? Trong một cái mùa phim á, khán giả sẽ định xác định một phim đó và để coi. Đúng. Nó không có như... chuyện coi dàn trải, tất cả phim nào cũng coi. Nó giống như một cái chuyện là bên Nam Nhạc của tụi em á. Có đúng. Một thời điểm á là ai mà đã là ngôi sao số 1 rồi thì tất cả các show lớn đều phải đúng, là đúng. Người đó. Và họ lấy hết view. Lấy đúng hết rồi. Luôn. Còn những người khác là coi như thôi. Đúng. Nó không có sản phẩm là top 1, top 2. Đúng rồi. Nó chỉ có top 1 và những top còn lại. Dạ đúng, những top còn lại. Có một cái anh rất là buồn. Đó là điện ảnh Việt Nam đang trong một cái chu kỳ đi lên thì nó bắt cái pop. Có nghĩa là mình á, mình đã đi sau người ta rồi. Và khi mình chuẩn bị có cái đà để mình tăng tốc thì làm giúp cho mình một cái pop. Đúng rồi. Khi mà Bố Già thành công, Bố Già Trấn Thành thành công lên tới 300-400 tỷ á, tức là những người làm phim á, người ta thấy được cái thị trường rất là lớn và đang chờ đợi mình. Theo đó là những dự án gọi là bơm tấn á, kinh phí trên 30 tỷ manh nha hình thành. Vì có thể cái cơ hội lấy lại vốn của họ là có. Nhưng bóp một phát nó tuột một cái gọi khủng khiếp, tuột mút á. Tức là trời ơi, bây giờ bỏ cho mấy chục tỷ mà bây giờ cơ hội lấy lại rất là khó. Đậu chung hết. Nó trong đó là cái kia thị trường lớn nữa đó. Trên, mà anh nói thiệt nha, điện ảnh mà không có cái những dự án lớn như vậy á, chúng ta mãi mãi là kịch, mãi mãi là sân khấu kịch. Xong rồi mọi người lại quay về nếu ban đầu nữa thì đúng là em thấy cũng tiếc nè. Không, những nhà làm phim chắc chắn sẽ không quay về điểm ban đầu đâu. Họ không quay về cái thời ngày xưa đâu, quay về được. À. Họ qua cái đó rồi. Đúng rồi. Bây giờ họ tìm cách thôi. Đúng rồi, tìm cách. Và một cái nền điện ảnh muốn phát triển á, em phải có những cái production nó phải đầu tư 100 tỷ, 200 tỷ. Mình phải có những bộ phim mà chi phí sản xuất của nó phải là 100 tỷ, 200 tỷ thì mình mới nói chuyện là cái nền điện ảnh nó có phát triển được hay không. Thì á, khán giả Việt Nam bây giờ nếu mà các bạn muốn xem những bộ phim gọi là bom tấn của Việt Nam, ủa các bạn chắc chắn là khán giả Việt Nam phải sẽ muốn xem phim lịch sử chứ. Đúng không? Các bạn sẽ muốn xem phim Bạch Đằng Giang chứ. Muốn xem Nguyễn Huệ đại phá quân Thanh chứ. Mà đụng vô phim lịch sử nó là một đống tiền, khủng khiếp tiền, phải 100 tỷ mới bắt đầu nói chuyện sản xuất. Thì Bố Già nó cho những nhà làm phim một cái niềm tin. Một bộ phim kiếm được 400 tỷ thì tôi sẵn sàng tôi đầu tư 100 tỷ. Thì nó dính cái dịch, nhưng mà anh nghĩ là cái ước mơ của những nhà làm phim nó vẫn ở đó thôi. Thì nếu mà khán giả vẫn còn yêu thương những bộ phim Việt Nam thì mình sẽ tìm cách mình đi được tới đó. Và giống như Hollywood vậy thôi, bây giờ họ chỉ làm phim 1 tấn thôi. Còn những bộ phim mà kinh phí thấp thì họ sẽ phát trên Netflix. Dạ, coi như là vẫn còn sáng cửa. Mình thấy là anh luôn nhìn vào hy vọng. Dạ, anh Thịnh đừng dùng tay là mai làm phim 100 tỷ anh. Anh không dùng tay mà phải là thị trường chứ. Thị trường mình phải khởi sắc lại. Nhưng mà em thấy là đa số bên những bên âm nhạc đi, khi mà mình làm cái gì mà nó liên quan đến chuẩn những mấy kiểu mà người trong nghề khen nhiều á, thì đa số là khán giả họ sẽ không thích. Mà mình làm cái khán giả thích nhiều á thì người trong nghề nhìn vô thằng này làm
hiểu thị trường quá. Em làm cho khán giả đi. Thật sự. Nên là tâm lý của anh thì vẫn sẽ muốn làm cho khán giả là Cảnh Thịnh đã làm cho khán giả nè, rất rõ luôn. Làm cho khán giả thôi. Khi mục tiêu mình làm bộ phim đó là mang tới cái điều gì cho khán giả là số 1, cái điều đó là số 1. Nhưng tiếp tục vẫn phải nói đó là mình không có chiều khán giả mãi được. Đúng, mình đúng. Không có chiều cái mãi đó được. là không chiều. Nhưng mình cũng phải mong rằng khán giả mình sẽ gọi là phát triển hơn về việc cảm thụ và thưởng thức nghệ thuật. Họ phải được thưởng thức những thứ cao cấp hơn, đó gọi là học thuật hơn, đúng không? Nghĩa là mình sẽ chiều từ từ. Đúng, chiều đúng. Từ từ. Cho ăn từ từ, đúng, đúng. Kiểu mà lên từ từ, lên từ từ. Anh Thịnh á, anh đâu có ngủ quên trong những tháng đâu. Đúng. Anh cũng bắt đầu phải đi làm những bộ phim mà được gọi là điện ảnh hơn, đúng không? Những thời gian đầu anh không có quan tâm nhiều về hình ảnh đâu. Tại vì anh biết là khán giả sẽ vô coi câu chuyện này nữa. Nhưng về sau này á, nếu mà mọi em coi những bộ phim sau á, là yếu tố hình ảnh á, là nó được đặt lên số 1 luôn. Tại vì anh biết là phải nâng những cái đó lên, nâng những cái đó lên nhiều. Điện ảnh nó phải là điện ảnh, mình không có thể đem kịch sân khấu mình lên được. Tất nhiên mình vẫn lấy tiền nhưng mà thâm tâm mình biết là mình phải khác đi á. Có nghĩa là cái nhu cầu của người xem sẽ càng ngày càng lên, yêu cầu của người trả tiền sẽ càng ngày càng cao hơn. Đúng rồi. Và bản thân mình cũng phải upgrade mỗi ngày để cái sản phẩm mình nó chất lượng nó tốt hơn. Đúng rồi. Này cái anh Bình nói là làm cho nghề hay là làm cho khán giả đó, em phải tự hỏi bản thân mình đó. Sau khi bộ phim hay là cái thành phẩm ca nhạc của em vừa công bố ra, cái sự chiến thắng nó làm cho em có hạnh phúc không? Cái sự thất bại nó có làm cho em phải đau khổ không? Anh công nhận nha, có những chiến thắng mình anh không vui, nhưng có những thất bại anh không buồn và anh tự hào. Cái đó là có sự thật nha. Anh cảm thấy mình bước lên một bước, mặc dù là cái phim nó không đạt doanh thu giống như cái phim mà trước đây anh làm, nhưng anh cũng cảm thấy anh mình đã bước đi được một bước. Ví dụ đó là phim gì anh? Như Anh Thầy Ngôi Sao, anh rất là happy với cái phim đó. Anh Paul nói ok, từ đây về sau là mình biết được cái này làm cẩn thận cái này cái kia. Ba đây đó. Mặc dù doanh thu nó chỉ bằng 1/3 của cái phim. Em cho anh đôi đũa mới với em cho anh cái cá hồi á, cá hồi sashimi. Em hiểu không? Cái đó là cái mà nghệ sĩ nào cũng cần phải có chứ không phải mình nhìn vô chuyện là thắng thì mình vui, thua mình vui. Mà tự mình phải tự hỏi bản thân mình là cái dự án nó cho mình cái gì, hiểu không? Và mình phải có hạnh phúc với lại cái điều đó hay không, nó quan trọng lắm. Chứ thậm chí nó không phải là chuyện người trong nghề khen mình hay là hay người mà mình đấy nè, mình có đã cái hạnh phúc với cái thành công hay là thất bại đó không? Có nghĩa là cái hạnh phúc của tụi anh á là được kể câu chuyện của tụi anh một cách tốt nhất. Đúng. Còn cái tiền á, tất nhiên nó cũng là một cái thước đo, nhưng nó không phải là thứ quan trọng, đó là số phận. Thiệt, đó là số phận. Mình làm nghệ thuật á, cái việc mình cần á, thứ nhất là mình đừng có đánh mất chính bản thân mình, chính cái tôi của mình á. Tại vì em thấy á, đôi khi có nhiều nhà sản xuất hay là nhiều người làm phim mà họ không có giữ vững được cái lập trường của mình á. Cái hôm nay thấy phim hành động hay nè, tôi phải làm phim hành động. Rồi bữa sau thấy phim hài hay, thôi tôi phải làm phim hài. Bữa sau thấy phim chính kịch đang trend, tôi phải làm. Mà mình quên mất là cái tôi của mình, cái thế mạnh của mình và cái con người mình sinh ra để làm cái điều gì đó tốt. Thì họ quên mất cái đó nên là bị dẫn đến cái việc mà nó lòng vòng, cuối cùng mình đánh mất luôn chính bản thân mình ở trong cái nghề thuật. Nói chính xác đó. Bao giờ khi biết gì thì hạt nhân của em là cái gì trong cái này, cái hạt nhân cảm xúc đó, cái gì thôi thúc em khoan hãy nói gì kỹ thuật này nọ kia, em có muốn biết nó không? Tại vì cái đó nó quan trọng lắm. Cái thôi thúc nhất hiện nay của em là cái còi sò điệp. Mình có thể cho cái dĩa nó vô đây được không? Thôi thúc này em cũng thôi thúc nãy giờ em bị em không thấy luôn, em khuất tầm mắt luôn. Nó không nằm trong cái khung hình của em luôn. Anh Thịnh nói nó rất là đúng, là bởi vì nó có một câu như thế này: cái thứ sáng tạo nhất là cái thứ cá nhân nhất. Đúng. Hay anh nhỉ? Là cái thứ cá nhân nhất, bởi vì cái thứ đó có mình em có. Đúng. Còn á, cái thứ mà em nói là tôi phải biết cái này vì khán giả đang thích này, không. Đúng rồi. Cái đó là em bắt đầu em hướng ra bên ngoài rồi, nó không còn là cái bên trong của em. Nhưng mà mấy anh nghĩ sao nha, ví dụ nha, giống như em đi, bình thường em coi phim á, lâu lâu em có mấy cái câu thoại mà nó bình thường, mà nếu mà gặp trường hợp đó người ta phải chửi thề. Phải chửi thề, cái chửi thề đó đó anh, nó thấy thật,
cái câu chửi thề đó, hay một cái câu bà nội cha mày, hay một cái câu gì đó mà biết 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 mà giống như bình thường mà anh em mình hay nói chuyện á, phải chim nó vô á. Nó thật, vấn đề ở chỗ của mình đó là tại mình cũng là vấn đề văn hóa nữa, kiểu thì nó dẫn đến cái chuyện là làm phim mà có chửi tục này nọ nhiều, hay là hút thuốc hay uống rượu nhiều, nó là không có văn hóa, nó làm ảnh hưởng đến văn hóa. Nhưng mà lại có một số ý kiến nói là phim gì mà không có thật, nói chuyện gì mà lịch sử nhau, giờ anh em ngồi nhậu xong cái để tớ đưa cậu về nhá, hay là sao mà cậu dễ xỉn, hay nó không có thật giống như là bình thường anh em mình nhậu hay là chúng ta thật ở ngoài á. Vậy thì cái văn hóa nó nằm ở chỗ nào, mấu chốt ở chỗ nào? Giống như em theo anh biết nha, anh Bình đã từng có một cái ý kiến là cái chữ thề nhiều khi á người ta nói là vô văn hóa, nhưng mà đôi khi nó cũng là một cái văn hóa, một cái bản sắc của em. Nghe câu này ở đâu? Em nghe câu này ở đâu? Em có biết. Em có biết chứ. Hay nhờ. Em có biết chứ. Anh nói cái câu đó trên một cái show mà anh không nghĩ là em có nghe cái câu đó. Em có biết chứ. Trời ơi, nói chung là em có nói cái câu là chửi thề là một thứ vô văn hóa nhưng nó lại đầy văn hóa địa phương ở trong đó. Tại vì, địa phương rõ ràng. Tại vì con người á trên đời này ai cũng phải nói I love you và ai cũng phải chửi thề. Em có biết cái bộ phim Mùa Lan Châu của anh Nghiêm Minh này. Nguyễn Bảo Nghiêm Minh chửi thề chứ. Nhân vật trong đó chửi thề nhiều cho miền Tây. Thì cái mà em nói là cái văn hóa đó là vì bộ phim nó cần cái nhân vật đó phải thốt lên cái câu đó. Đúng rồi. Trong cái thời điểm đó. Em coi phim Mỹ mà mấy bạn Mỹ da đen á là cái chữ nhiều nhất là chữ fuck. Đúng rồi. Là nó bắt từ đầu đến cuối phim luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Anh thì anh nghĩ rồi nè, tất nhiên đời thường chúng ta sẽ gặp rất là nhiều nhân thật, nhân vật á sẽ mở miệng câu là chữ thề một câu. Nhưng mà khi mình lên phim á, cái chữ thề của mình nó phải được chọn lọc. Yes. Không phải là không cấm, nhưng mà nếu mà mình tự do chủ nghĩa quá, ngoài đời nó vậy mà, thì nó lại áp phê ngược. Tuy nhiên nếu như cái chữ thề nó có một cái giá trị gì đó giống như nãy anh nói á, mà nó cần thiết cho cái nhân vật hoặc cần thiết cho cái ngữ cảnh đó mới đẩy được cái chuyện đó. Anh nhớ phim Trấn Thành, phim Bố Già có một câu mà em nghe sau khi em nghe câu đó khóc luôn. Đủ má tao thương mày mà. Mà rõ ràng nếu không có chữ đó anh, nó sẽ không đủ áp phê, nó xoáy vô được. Nhưng trở lại câu chuyện anh Thịnh nói, em phải nuôi cái cảm xúc đó đủ lớn khi cái tiếng chửi thề nó bật ra, nó tạo ra một cái cảm xúc rất mạnh. Chứ đầu phim cuối phim mà Bố Già cũng chửi cái chữ đó thì cái lúc đúng đó rồi, đúng cái ngữ cảnh. Vì đầu phim của phim ổng không có chửi thề, thấy không? Và cái ngữ cảnh á nó làm cho buộc ra như vậy. Với lại á, thật ra sau nhiều cái em phát hiện được điều rất là vui. Hồi xưa người ta nói á, khi mà lời nói bất lực á âm nhạc lên tiếng. Nhưng mà bây giờ giới trẻ bây giờ cũng có nhờ, khi mà lời nói bất lực á thì chửi thề lên tiếng. Và rõ ràng anh công nhận là khi mà có một vấn đề mình định nói, nhưng mà bây giờ mình không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả nó đã bằng như vậy, thì mình chỉ cần một cái câu chửi thề lên trước đó là nó lại tới nói về giải quyết chửi thề trong một cái tác phẩm. Thì đối với dân sân khấu kịch tụi anh không có lạ. Không lạ. Anh không lạ tại vì nhiều rồi. Dạ. Đã nhiều. Mà cũng là dạng như dồn nén nhân vật dồn nén này nọ, chứ không có đại trà nó sẽ hỏng. Không thì nó sẽ thành vô văn hóa thiệt. Nhưng mà thường á thì một phim đó xử lý một lần thôi, tại vì cái đó nó chỉ hay đúng một lần. Nếu mà mình không khéo mình giống như là giờ giang hồ gặp nhau cứ đập chai bia lên đầu, phim nào cũng có đập chai bia lên đầu, cứ để chai bia là anh biết là lát nữa đập bia lên đầu, những kiểu như vậy đó. Thì bây giờ cứ bị đè nén là thế nào cũng đủ. Nó kiểu như vậy, nó chỉ được một lần như vậy thôi. Mình phải tìm một cách dùng khác. Đúng. Một cái hoàn cảnh khác. Nhưng mà chỉ một chút thôi người ta thấy được là nó khác biệt. Anh rất là thích cái vai của em trong Trái Tim Quái Vật. Trái Tim Quái Vật anh? Dạ, anh rất là thích. Vai diễn đi ra đi vô, đi tới đi lui. Rõ ràng cái phim đó nó không được thành công như mong đợi, nhưng mà mình nhìn lại mình thấy nó cũng có những cái thật sự nó hấp dẫn, mà nó cũng mình cũng có góp một phần đó thì cũng vui. Nhưng mà đây một cái chuyện buồn đó anh, để một cái phim mà anh em trong nghề cũng đánh giá cao. Và anh Hiệp là cũng một cái người mà quá tâm huyết, anh bỏ 7 năm ra để làm một cái đoạn phim, mà làm cái phim đó xong rồi cuối cùng nó không được như mong muốn á, thì lời khuyên nào cho những người làm phim mà tâm huyết giống như anh Hiệp? Anh lời khuyên nào cho dành cho những người như anh Hiệp? Anh rất là thích, để em nói trước nha, anh rất là thích cái ngôn ngữ điện ảnh của Hiệp, rất là thích. Mà 7 năm với cái kịch bản đó, anh là người chứng kiến Hiệp. Em biết tại sao? Tại lúc trước anh chưa có quen Hiệp là anh hay vô một cái quán cà phê trên đường Nguyễn Phi Khanh á, là lúc đó em còn làm báo viết thể thao đó anh, là em ngồi em viết báo, là em thấy em ngồi bên kia em viết kịch bản. Một năm sau mình quay lại mình thấy ông vẫn ngồi đó viết kịch bản, có nghĩa là miệt mài bò đầu bứt tai mà ổng viết kịch bản tập trung lắm em. Anh là viết báo thể thao rồi anh còn lên đọc tin, anh còn Facebook, anh còn chat chít rồi kia, là ổng chỉ ngồi ổng chăm chú thôi. Có nghĩa là mình thật sự thấy cái con người này rất là nhiệt huyết và đam mê với cái điều đó, nhưng mà nó không có được cái doanh thu như mong muốn.
Nhưng mà mình phải xác định là mình muốn làm cái gì. Mình muốn kiếm tiền hay mình muốn làm phim. Anh Sạc Ly á, anh có một cái mà em rất là nể. Kiểu như mà chúng ta mà gặp những cái vố như anh Sạc Ly là chúng ta là suy sụp trầm cảm bỏ nghề luôn. Ví dụ như phim Bụi Đời Chợ Lớn, cái phim đầu tư khủng khiếp như vậy, không chịu cầm chiếu luôn. Phải bành sáng không? Và anh Sạc Ly gặp rất là nhiều những cái cú flop mà nó khủng khiếp, có nghĩa là ảnh đang ở trên đỉnh cao ha, nó flop một cái rất thẳng xuống cái phịch kiểu vậy. Nhưng mà anh Sạc Ly ảnh luôn nói là tôi là một nhà làm phim nên tôi sẽ tiếp tục làm phim bất chấp những thất bại đó. Thì em phải trả lời câu hỏi là em muốn làm gì. Nếu em muốn kiếm tiền thôi, nếu ai mà bước vô nghề này muốn kiếm tiền, khuyên đừng có làm phim. Làm phim không có kiếm tiền được đâu. Mày chỉ cần gãy một cái là xong rồi. Tại vì nãy anh tính nói cũng tiếp giống như ý mình, phải chấp nhận cái chuyện đó. Nếu mình là một nhà làm phim chuyên nghiệp, phải chấp nhận cái chuyện đó. Giống như bóng đá, đá phạt đền, thằng Messi, Ronaldo đá phạt đền, phải biết chấp nhận cái chuyện đó. Đúng rồi, đúng rồi. Phải biết chấp nhận chuyện đó, nó là chuyện phải xảy ra trong cuộc đời mình. Anh hỏi Bình cái này anh cũng thắc mắc về biên kịch thôi. Lâu lắm rồi anh không thấy một cái biên kịch nào mà gửi một cái kịch bản mà họ viết á, chứ không phải đặt hàng nha. Thật sự là họ ấp ủ, họ viết ra, chứ không phải là ví dụ như em là biên kịch bên khách, công ty này đặt hàng em viết này. Hiểu ý anh? Lâu lắm rồi anh. Biết sao không? Sao rồi? Nghèo. Nghèo à? Biên kịch nghèo. Không, anh nói nghiêm túc. Ủa? Thật ra biên kịch nào trên đời mà không muốn kể câu chuyện của mình em? Đúng không? Nhà văn nào mà không muốn kể câu chuyện của mình? Có nghĩa là ai cũng muốn được kể câu chuyện rất cá nhân của mình. Mà khổ cái gì nè, tiền biên kịch nó còn thấp quá, nên là mình phải ưu tiên những cái job nào mà nó kiếm tiền và có tiền chắc. Đúng đó, có tiền đó, nói cho nè, có tiền chắc á đó. Thì bởi vậy á, em đang còn hai dự án, là một cái với Chính Thành nè, một cái với anh Charlie nè. Là sau khi em viết xong hai kịch bản này, em sẽ tạm ngưng một cái thời gian để mình chỉ tập trung mình viết cái mà mình. Thì lúc đó là em đủ tiền rồi đúng không? Dạ. Trộm vía. Anh và anh khi anh đặt hàng ở biên kịch nào anh cũng hỏi, ủa em có cái gì của em không? Anh hỏi trước, ủa em có cái gì của em không? Đang viết không? Đa số là không, cho nên thôi vậy anh đặt hàng. Còn nếu em có thì em cho anh đập đi, thấy không? Anh sẽ nhường cái phần đập đó trước, rồi anh mới đặt hàng. Biết đâu cái mà em nói, ủa nó hay hơn cái của anh đang đặt, mà anh lại làm phí cái của em sao? Thì bây giờ mấy anh trả lời câu hỏi cốt lõi nè, anh sẵn sàng trả bao nhiêu tiền? Cái điều này là điều em đang định nói luôn nè. Cho cái gì? Cho một kịch bản mà khiến anh gọi là lay động và anh muốn làm bộ phim đó, anh sẵn sàng trả bao nhiêu để các bạn gọi là đầu tư thời gian? Cái điều này là cái điều em đang định nói luôn đó. Hôm nay tại vì sao? Thứ nhất là có diễn viên này, có biên kịch ở đây, okay. Và có nhà sản xuất ở đây. Bây giờ anh hỏi Bình thôi, đúng không? Theo em, cái thị trường hiện nay với cái mức mà của tất cả các khâu hiện nay và cái mức thị trường của mình hiện nay, okay, về doanh thu á, biên kịch viết kịch bản mà xứng đáng được bao nhiêu phần trăm trong cái tổng giá trị sản xuất? Ok, hay trả lời 10%. 10%, ít nhất là 10%. Hiện nay mình chưa, bây giờ 1% thôi, nhưng mà nó phải 10%. Anh, okay, nói ví dụ một phim 20 tỷ đi, là hai tỷ. À, 15 tỷ là 1 tỷ rưỡi. Đúng, là tính 10% là hợp lý nhất. 10 tỷ là 1 tỷ. Một nhà sản xuất, một nhà bỏ tiền làm phim, anh nghĩ là em cảm thấy cái điều đó là hợp lý không? Hợp lý không? Công bằng. Công bằng. Tại vì nó quan trọng quá, nó quan trọng quá, mà nó là cái khởi đầu. Anh sẵn sàng anh trả con số 10% nếu như anh cảm thấy là hay quá và anh đưa nó vào cái phí sản xuất thôi. Đúng rồi. Tôi đã trả biên kịch bao nhiêu tiền để có kịch bản này, nhà đầu tư chịu không, nhảy vào. Và nếu mà mình phải mua cái kịch bản 2 tỷ này, mình mới có 200 tỷ nè. Đúng. Đúng. Em phải có gạo ngon. Còn nếu mà bây giờ mua cái kịch bản mà 200 triệu này là 20 tỷ nha, đáng chịu lỗi, đáng chịu nha. Ông về, về đạo diễn á, là họ chỉ bảo vệ kịch bản, là họ nói là kịch bản này hay thôi. Còn phim ăn khách hay không á, họ không trả lời đúng được. Đúng rồi, đúng rồi. Giờ anh hỏi ngược lại xíu. Dạ. Từ lúc mà em coi phim Việt đến giờ đó, có kịch bản nào xứng đáng 2 tỷ chưa? Hay nhờ, câu hỏi hay nhờ. Hay nhờ. Theo em là xứng đáng 2 tỷ. Câu hỏi hay. Hay nhờ, hay không nhờ. Trả lời được. Hay nhờ. Không trả lời được. Hay đúng không? Đúng. Rất là nhiều phim nó ra đời. 100 phim, 200 phim. Đúng. Chưa, thật sự là chưa. Thì đó là câu hỏi ngược lại của phía đạo diễn và nhà sản xuất. Vậy mình tóm lại cái câu chuyện ngày hôm nay đó là, các bạn biên kịch ơi, các bạn hãy đầu tư đi và hãy tin rằng là mình hoàn toàn có thể đổi đời nhờ một kịch bản. Đúng, miễn là cái kịch bản nó chắc chạm chắn được. Chắc chắn.
kịch bản hay chắc chắn sẽ được mua chuyện không? Bây giờ cái câu nói này nó chốt xứng đáng uống hết ly không? Xứng đáng uống hết ly. Dạ, anh chúc cho cái kịch bản của em đang ấp ủ bán được 2 tỷ cho tỉnh. Em hy vọng là kịch bản đó là kịch bản hay chứ không phải là kịch bản ấp ủ. 1, 2, 3, vô. Anh Thịnh, nhưng mà nếu mà bữa nào mà có phim nào mà có được vai diễn viên nào mà 1.5 tỷ thôi cũng được. Nếu mà người ta 2 tỷ người ta cao quá đó, 1.5 tỷ thôi, anh mời em được không? Rồi, 1.5 tỷ luôn hả? Em lấy 200 triệu thôi anh, chỉ cần em được đóng phim thôi. Thôi hố chỗ này nha. Mày phá giá rồi. Phá giá anh ơi. Em được lắm, em diễn cũng được lắm. Thôi 150 được không anh? Được hả? Trời ơi, đúng rồi, em vậy luôn, tự phá giá mình luôn. Em hứa rồi.